Trời, đói quá các bạn ơi, giờ đi ra hái rau vô mình làm món này cho các bạn coi. Trời, hái rau mùa dịch chống đói. Rồi đi nha. Rồi, đúng rồi, Su đâu rồi? Su lại dẫn ba đi nè, Su. Rồi, thôi giờ mình ra ngoài vườn hái rau nha các bạn. Rồi, ok. Khổ quá các bạn ơi, ra cái vườn 8 hecta đi hái rau ăn độn mùa Covid, khổ quá. Mùa Covid này mà khổ ra, nhớ lại miếng vườn 8 hecta bỏ hoang ra rau nó mọc quá trời, ra hái rau mùa Covid ăn là đỡ đói các bạn ơi. Chứ giờ bách hóa xanh nó bán rồi, cũng mắc, cái gì cũng tăng giá, cái gì thôi kệ nè, mấy rau vườn ăn cho nó chắc cú. Các bạn ra ngoài này cũng phải đeo khẩu trang nữa, trời ơi nó khổ gì đâu, như cái rổ luôn, đeo khẩu trang rồi hái rau nữa, trời ơi trời đời nó khổ dữ vậy ta, khổ hơn chiến tranh nữa, trời ơi khổ dữ. Đừng bồ câu đâu, bồ câu đâu, đưa coi bồ câu, bồ câu mập quá trời mập, bắt bồ câu nấu cháo nha các bạn, quá trời bồ câu, con mập kia, con này có mấy trăm gram à, gần nửa ký, chê mày nói nhỏ, này nấu một cháo ăn đã. Cháo bỏ miếng đậu xanh vô nữa, nó bỏ nãy quên mua đậu xanh, ngoài còn miếng đậu xanh lát rồi kêu xách vô, giờ nấu rồi chờ kêu xách vô thì chạy đi ngoài đi lấy, mày chạy nó lấy đi, giờ tao nấu rồi là bắt mà cháo với vừa ấy nước nóng là tha bồ câu vô. Trời, mùa dịch khổ quá bà ơi, phải đi kiếm nồi kiếm rau kiếm xả rồi chở, trời ơi làm cái món này ăn đỡ đói, làm ăn món này ăn đỡ đói rồi nha các bạn. Rồi được rồi, rồi đó, để tôi dẫn các bạn vô trong coi chế biến nữa đó. Xả rồi mắm thấm là phải có nạo dừa, có nước cốt dừa nha mấy bạn, nó mới ngon, tương hộp mình ấy mình xài nó mới ngon. Cứ quê xả nè, xả bầm vô rồi tương hột là phải đâm nha các bạn, đâm cho nó nhuyễn ra, đâm nó nhuyễn ra rồi bắt đầu mình mới ấy dắt nước cốt dừa vô nữa, rồi đậu phộng rồi nữa các bạn, rửa sạch rồi đó. Rồi có lá mơ, củ riềng, mắm tôm là mình ăn theo kiểu người Bắc, còn này mình làm mắm thấm là mình ăn trong Nam không thôi. Nấu vô đây còn chưa đủ nữa các bạn ơi, tôi phải chạy vô tôi lấy cái nồi hồi nãy đó tôi đưa cho các bạn thấy, để rồi ấy thêm nửa con nữa vô ăn chống dịch với ăn độn. Mời mười mấy anh em, chứ không có dám nói là 500 anh em đâu, mười mấy anh em thôi, rồi ăn đỡ đói, mình cùng chung nhau mùa dịch này đói mình là ăn đỡ cái này nha các bạn. Rồi lát hồi tôi quay tiếp các bạn coi nữa nha. Đó, lấy nửa con nữa ra, đúng rồi, mình có nồi bự mình lấy nửa con nữa ra, đậu xanh rồi các thứ ăn độ nhiều cho nó tối nó ngủ cho nó mát nha các bạn. Rồi nhiêu đây thôi, ở vườn quê nó chỉ có nhiêu đó các bạn ơi, rau rồi xả xiết rồi vườn quê thôi, mình sống cảnh vườn quê vậy đó các bạn. Các bạn ơi, trời đó, giờ là có một câu nhiêu đây không rồi, quá trời thịt gì vậy, lên gọi là mời trời anh em, trời ơi ngạc gì chứ, trong bà con rồi, dòng họ thôi ta xực phàm thôi, ai đồ này kia không có rồi, thức ăn thì vậy nhá. Trời mưa nữa mình làm bữa cho nó gọi là để đói chống dịch đó, rồi mà sản phẩm rồi mình có nói này là thịt rừng,
mình ở nhà mình nuôi, với lại tương hột, đậu phộng, mắm thấm, đầy đủ nha các bạn. Rồi vậy đó. Cháo thì đang để ở bếp đó. Vậy thôi, chén ấy lát hồi đợi có khách, mời khách tới. Rồi 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 thôi, bây giờ là chống Covid, sau khi trải qua về chống Covid trị tiểu đường, nấu cái nồi chè để ăn la sét, chè thân, chè bà ba, chống Covid trị tiểu đường do sĩ Nguyễn YouTube nấu. Covid mà đang dịch dày mà các bạn làm đầy đủ vậy thôi là quá đã các bạn, ha. Ăn rồi, bye bye các bạn, hẹn video lần sau. Ok, đây là cái trang trại của mình, nuôi những cái gọi như gọi theo như các bạn nghĩ nó là động vật hoang dã, nhưng mà đối với mình là một cái trang trại mình nuôi để mà phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người, quy luật, tức là mình nuôi chúng lên rồi bắt đầu một số nào đó mình thả về rừng, một số nào thì mình tuyển lựa ra thì mình để mình làm thịt đó, giống như cái video lúc đầu á cho các bạn đó là cò, bồ câu vậy đó, mà làm ra một như vậy để phục vụ nhu cầu ăn uống cho mình chứ không phải là có cái gì đâu nha các bạn. Đó nó đang ấp đó, nó đang ấp cò nó đang ấp nó đẻ trứng ra nuôi vậy. Rồi vậy là video này đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ subscribe với lại like cho mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn. Sĩ Nguyễn YouTube.